hại Nga, và quyết tâm là nó phải bại trừ được được Nga. Thì cũng như giống Việt Nam, bây giờ cái tâm lý của bọn chống cộng cực đoan và ngay kể cả Mỹ đều sợ Trung Quốc, mà hầu như các nước trên thế giới bây giờ đang sợ Trung Quốc. Đó là một cái điều mà nhìn thấy, bởi vì Trung Quốc phát triển quá nhanh. Bản chất của Trung Quốc lại là một cái nước mà người ta kinh doanh rất giỏi, người Hoa bành trướng, truyền thống bành trướng khắp đúng thế rồi. Giới. Người Trung Quốc có mặt trên khắp thế giới này, và hầu như nước nào cũng đều có người Trung Quốc. Và người Trung Quốc họ có một cái mà khác hẳn. Thế là nông dân hình như là nghe nói thằng Tân Thái với thằng Ben Lê Sương nó nói vậy, hoặc là con Lô Đào hay là thằng Tai Cương Nguyễn. Cho nên là người nông dân Châu La Khải chỉ nghe mấy thằng bên kia nó nói thôi. Đúng, mấy thằng bên kia nói được. Mày cứ nghe đi, rồi cái đời mày sấp mặt con ạ. Hôm nay có một cái cô ấy hỏi một cái câu là Nhật Bản thua Mỹ thì Nhật Bản phát triển như thế, Việt Nam thắng Mỹ tại sao Việt Nam lại nghèo thế? Một cái câu hỏi vừa là ngây thơ nhưng mà lại có một cái gì đó ẩn ý nó rất là sâu. Thế anh có phân tích với nó như này. Thứ nhất, bây giờ phải nói đến Nhật Bản trước. Nhật Bản thua Mỹ, bản chất Nhật Bản sau chiến tranh trước chiến tranh thế giới thứ hai là một nước cực kỳ hùng mạnh. Đúng rồi. Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản thua Mỹ bằng hai quả bom nguyên tử. Và như thế này Nhật Bản đã phải chịu đầu hàng quân đồng minh, trong đó có Mỹ. Và khi mà Nhật Bản đầu hàng thì trong hiến pháp của Nhật là không có quân đội mà chỉ có lực phòng vệ Nhật Bản. Đấy. Do vậy mà tất cả mọi cái vấn đề của Nhật Bản đều do Mỹ là chỉ đạo hết và phải nghe theo Mỹ. Và người Nhật, người ta biết là người ta thua nhưng người ta nhẫn nhục, người ta chịu, người ta chịu đựng nhẫn nhục để phát triển kinh tế. Và đến bây giờ tại sao thằng Mỹ lại phải thua thằng Nhật, lại sợ thằng Nhật? Bởi vì trước đây anh cần phải nó, nhưng bây giờ nó đã ngập ngùi và nó thầm lặng để phát triển kinh tế. Và đến bây giờ nền kinh tế của Nhật Bản phát triển vượt bậc, mà Mỹ bây giờ lại là con nợ của Nhật Bản. Đúng. Anh phải được biết rằng là Mỹ bây giờ nợ Nhật Bản 13,3 nghìn tỷ USD. Chỉ sau Trung Quốc. Chỉ sau Trung Quốc, tức là nó chiếm 13,2% tổng nợ của Mỹ. Đấy. Bởi vì bản chất Mỹ là đang nợ nhiều nhất thế giới, là con nợ của tất cả các nước trên thế giới, kể cả Việt Nam mình, trong đó có cả Việt Nam. 12 tỷ đô la. Chỉ nói một cái câu như thế này. Vậy thì Nhật Bản thua Mỹ, nhưng tại sao Nhật Bản lại giàu thế? Tức là khi Mỹ đã chỉ đạo Nhật Bản và đã đầu tư cho Nhật Bản để Nhật Bản như thế là phát triển kinh tế, và Nhật Bản nhân cái đà đó để Nhật Bản tập trung vào để phát triển kinh tế, để giàu lên, để không có thằng nào nó bắt nạt được. Và lúc đó Nhật Bản đang đứng ở đỉnh cao thì Nhật Bản lại đi giúp các nước khác. Đấy. Đó là cái lịch sử của Nhật Bản. Thế bây giờ nói đến Việt Nam. Thế tại sao Việt Nam thắng Mỹ mà sao lại nghèo thế? Các bạn nói một câu này, mình thấy so sánh giữa so sánh giữa hai nước nó đang khập khiễng rồi. Một nước được Mỹ đầu tư và các nước trong phe đồng minh của Mỹ, tức là Anh, Pháp, Nhật, Ý, Italia, rồi là Brazil, thế rồi là một số các cái nước châu Âu, một số các cái nước vùng đứng đầu là Trung Quốc, sau là Nhật Bản, Nguyễn Thành Bằng tập trung đầu tư cho Nhật Bản. Thì Nhật Bản đương nhiên phải lên. Thế còn sau chiến tranh ở Việt Nam, sau năm 1975, Việt Nam có cái gì? Việt Nam là một cái đống đổ lát, kinh tế kiệt quệ đến mức
như thế là không biết là đứng thứ 100 bao nhiêu trên thế giới này. Thế như gần như đứng cuối cùng vậy. May là hơn được ông Bangladesh hoặc mấy cái ông ở châu Phi. Các bạn phải nhớ rằng đất nước Việt Nam sau chiến tranh, thằng Mỹ đã lém số lượng bom nhiều gấp 6 lần. Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Của chiến tranh thế giới lần thứ hai. Số lượng chất độc để giải xuống cái mảnh đất Việt Nam rất nhỏ xíu này cao nhất thời bấy giờ, tại thời điểm lúc bấy giờ là cao nhất. Cái chiến tranh nó tàn phá không còn một cái gì, trong khi đó Việt Nam còn phải đang đấu tranh, phải giúp bạn ở bên Campuchia. Đấy. Và phải xảy ra cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam đã làm Trung Việt Nam phải dốc toàn lực để giúp bạn. Đấy. Để đánh tan được cái chế độ diệt chủng của quân Pol Pot. Trong khi đó, Mỹ và các nước đồng minh sau khi thua trận đã cùng nhau cấm vận triệt để, cấm vận Việt Nam, kể cả đến Liên Hợp Quốc cũng lên án Việt Nam và cấm vận Việt Nam về mặt kinh tế. Lúc đấy ta bị cộng đồng quốc tế lên án. Liên Xô và các nước Đông Âu thì chế độ cộng sản tan rã, hầu như là không có ấy gì đối với Việt Nam. Đúng đấy. Cái thời điểm đó cái đấy. Chế độ cộng sản bắt đầu bị tan rã do các nước Đông Âu tan rã và Liên Xô không thể làm giúp gì cho Việt Nam được. Đúng. Chúng ta đang cậy nhờ vào các anh em trên cộng đồng quốc tế, những người đi theo cái chủ nghĩa cộng sản, đó là Liên Xô và một số các cái nước vùng Baltic như là Tiệp Khắc, như là Ba Lan, Cộng hòa Dân chủ Đức, thế rồi Cộng hòa Dân chủ Đức vân vân, thì bắt đầu tan rã và họ lo lấy thân họ. Còn không Việt Nam lúc đấy không bơ vía vào đâu, có một người gần nhất là Trung Quốc, thì Trung Quốc này dắt tâm như thế là đứng sau lưng thằng Pol Pot để đánh xâm chiếm Việt Nam. Và chúng này tiếp tục gây ra cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979. Thì như vậy các bạn ở đây thử hỏi xem, suốt từ năm 1975 đến hết năm 1989, Việt Nam luôn luôn trong tình trạng chiến tranh, luôn luôn trong tình trạng đổ máu và luôn luôn đang lúng túng trong vấn đề phát triển kinh tế. Quá lúng túng anh ạ. Không biết là gỡ kiểu gì. Không biết gỡ kiểu gì, trong khi đó tất cả các nước thế giới tẩy chay. Trong khi đó tất cả như thế là bè bạn của mình không giúp được mình nữa. Bây giờ Việt Nam tự lực cánh sinh suốt từ năm 1975 cho đến năm 1989 chỉ có tự lực cánh sinh, đùm bọc lấy nhau, thậm chí ăn khoai, ăn sắn. Rồi là tất cả các người ở các bạn ở dưới này đều hiểu rằng nhất là cán bộ công nhân viên chức, thậm chí còn phải lĩnh lương bằng gì? Bằng các cái sản phẩm loại, bằng sản phẩm. Sản phẩm. Đấy. Đó là gì? Phân đạm ure, gạch ngói. Là, nó đói đến mức độ như thế, tức là không còn cái gì để mà anh ạ. Bây giờ anh nói những cái thời kỳ khó khăn đó, những cái thế hệ như anh, như em, mình sống ở nông thôn mới thấy được cái quá khổ cái thời bây giờ. Tiêu chuẩn công nhân, cán bộ công nhân viên chức được 19 cân gạo thì trong đó chỉ được khoảng 9 đến khoảng độ 9-10 cân, còn lại là phải dùng gì? Bo là 1, 9-9-9-9 là 2, khoai là 3, thậm chí là đổi bằng phân đạm, thậm chí là đổi bằng đường. Đấy, có nghĩa là có cái gì là nhà nước là phải chăm lo cho dân, mà trong khi đó chúng ta phải thắt lưng buộc bụng để chiến đấu như vậy. Thì các bạn thấy rằng là chúng ta có khó khăn không? Thứ hai, sau năm 1989 đến nay, chúng ta mới, sau khi các cái cuộc chiến tranh biên giới kết thúc, chúng ta mới bắt tay vào xây dựng. Và chúng ta thấy rằng đó là cái công cuộc phát triển kinh tế của chúng ta theo định hướng, theo con đường xã hội chủ nghĩa, theo cái kiểu định hướng. Là đầu tiên là theo cái đường xã hội chủ nghĩa tập thể, là vì theo cái phương án tập thể là không được rồi. Do vậy mà khi Đảng đã rút được ra kinh nghiệm ấy thì bắt đầu Mỹ lại phát triển kinh tế theo hướng
doanh nghiệp mà nhà nước này, và có theo cái hướng là cổ phần hóa này, theo cái hướng là làm cho cái con đường phát triển kinh tế của chúng ta ấy là theo cái định hướng của xã hội chủ nghĩa thôi. Còn nó gần gần giống như là cái phát triển của kinh tế tư bản, nhưng định hướng là định hướng theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấy. Do vậy mà khi đó chúng ta mới bắt đầu, khi mà thế giới người ta mới nhận được rằng là Việt Nam bắt đầu có một cái sự khởi sắc. Khi năm 1995, Mỹ chính thức là dỡ bỏ một phần cấm vận cho Việt Nam. Phần. Lúc đó bắt đầu ta mới có cái hướng để làm sao được gia nhập được cái WTO và có một cái tiếng nói trên cộng đồng quốc tế. Và lúc đó chúng ta mới hội nhập sâu rộng được với lại các cái nước trên thế giới. Đúng. Còn đến nay, khi phát triển 20 năm thì chúng ta đã phát triển một cách vượt bậc, mà đây là con số tất cả các nước và các cái trung tâm có tiếng tăm ở trên thế giới, các cái nước mà họ đã phải thừa nhận là Việt Nam có một nền kinh tế thị trường cực kỳ bền vững và phát triển. Đấy. Tức là quỹ IMF của quốc tế thế giới đã điều chỉnh đồng tiền, người ta biết được Việt Nam đang đi đúng hướng hay không đúng hướng. Mọi người phải lên hiểu như vậy. Cho nên cái nền kinh tế của Việt Nam từ cái nền kinh tế tập thể chuyển sang nền kinh tế có rất nhiều thành phần tham gia. Gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Có nghĩa là có là đúng lấy rồi. Vâng. Tức là một số cái ngành kinh tế chủ đạo do nhà nước nắm để mà lái cái nền kinh tế đi theo cái hướng mà mình mong muốn, anh ạ. Đúng rồi. Đấy, cho nên tôi nói với tất cả các bạn, cái chuyện cổ phần hóa của cái doanh nghiệp nhà nước thì nó vẫn cứ đang tiếp tục. Mình chỉ giữ lại một số ngành kinh tế mũi nhọn thôi để mà định hướng thị trường, định hướng cho cái nền kinh tế. Cho nên là chẳng có, ví dụ này, ví dụ nếu mà anh tư bản toàn bộ chẳng hạn, tôi lấy ví dụ, thì làm gì có những cửa hàng bình ổn giá, đúng không? Đấy là do nhà nước can thiệp. Đấy, mình chỉ nói một cái ví dụ rất đơn giản vậy thôi. Nhà nước can thiệp nói vào cái chuyện đó. Vâng. Khi chúng ta phát triển về cái kinh tế nhiều thành phần ấy, và khi mà chúng ta, nhất là những cái năm chúng ta đang lúng túng trong cái vấn đề về phát triển kinh tế, thì nhà nước, kinh tế nhà nước là chủ đạo. Và tất cả các cái doanh nghiệp quốc doanh, đấy, doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo. Và khi nhà nước là chủ đạo thì sinh ra các cái cơ chế xin cho, đó là lẽ đương nhiên. Và cơ chế xin cho thì nó sẽ sinh ra tham nhũng. Và tham nhũng đó là một cái việc tràn lan trong một cái giai đoạn vừa rồi, đúng không? Nhưng khi mà nhà nước đã phát hiện ra được cái tham nhũng, tất cả những vụ việc lớn tham nhũng ở trên đài báo mạng vừa rồi đưa ra, đó là nhà nước đưa ra. Đúng rồi. Nhưng cái báo đài của nhà của mình đưa ra. Chứ bây giờ ví dụ như nhân dân mình thì làm sao mà biết được, đúng không? Đấy. Nhà nước đưa ra nhằm mục đích gì? Nhà nước đưa ra thứ nhất là nhà nước muốn chứng minh với thế giới rằng Việt Nam đang phát triển và đang trên con đường hội nhập, và cái tệ nạn tham nhũng sẽ được loại trừ bằng con đường nào? Bằng con đường cổ phần hóa tất cả các doanh nghiệp nhà nước. Và khi cổ phần hóa rồi thì các doanh nghiệp sẽ dần dần, các cái tệ nạn tham nhũng sẽ dần dần sẽ giảm xuống. Và đương nhiên nó sẽ giảm, bởi vì là kinh tế tư nhân với nhau không còn chuyện tham nhũng được. Đó là lẽ đương nhiên. Vậy thì cái tham nhũng đó nó sẽ giảm xuống. Đó là điều tất yếu. Thế bây giờ mình mới nói lại, ngược lại với cái nền kinh tế của ta. Tại sao chúng ta nghèo? Chúng ta nghèo ở chỗ đó, nhưng chúng ta không hèn. Đó mới là cái đặc thù của người dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Đúng rồi. Nghèo nhưng chúng ta không hèn. Chúng ta không chịu cúi đầu trước bất kể một thế lực xâm lược nào. Đúng. Với tất cả những thằng giàu có nào trên thế giới này.
chúng ta không hẹn với chúng. Và chúng ta quyết tâm phải bằng nội lực của mình để vượt lên chính mình và phát triển được cái kinh tế được như ngày hôm nay. Chúng ta đã thấy đó là một cái thành quả phải nói là toàn dân chúng ta ghi nhận điều đó. Đó là công lao của Đảng Cộng sản. Chứ không thể nói rằng là chúng ta như thế này, đánh đồng để chúng ta xóa bỏ những cái thành tựu mà chúng ta đã đạt được, mà chỉ nhằm vào những cái yếu kém, những cái khuyết điểm của một cái thời kỳ dài chúng ta đang luẩn quẩn trong cái đó. Con người ta nếu bị thua từ đâu, bị chết từ đâu thì chúng ta hãy đứng. Anh vâng, anh xin lỗi, em nói với thằng Tùng Phạm này, cái đời ông đời cha mày ấy là cái loại coi như là toàn ăn, coi như là nằm ngửa ăn phân của Mỹ ấy. Thấy chưa? Rồi bây giờ mày nghĩ rằng là toàn yên xin thôi. Hiện nay quan hệ tất cả các nước trên thế giới đều là quan hệ song phương, hai bên đều có lợi, đúng không? Việt Nam không xin của một thằng nào cả. Mỹ đầu tư vào Việt Nam, Mỹ cũng có lợi. Việt Nam mua vũ khí, mua máy bay, đúng không? Vừa rồi Vietjet ký 100 cái Boeing của Mỹ thì Mỹ có lợi không? Không có ai xin cái gì cả. Cho nên là cái tư tưởng của cái bọn gọi là Ngụy Sài Gòn ngày xưa vẫn là cái tư tưởng nô lệ và tư tưởng nằm ngửa ăn sẵn. Vì là chúng nó đấy, có một cái chương trình em đã phân tích về những cái, về vấn đề nội lực kinh tế của cái bọn mà Ngụy Sài Gòn, tức là chúng nó gọi là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng nó có cái quái gì đâu. Đấy, thì hôm nào thằng Tùng Phạm vào đây tao sẽ lại phân tích một lần nữa về cái kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa cho chúng mày coi. Cho nên cái tư tưởng chúng mày từ ngày xưa là từ đời cha, sau bắt đầu xuống đời ông, ở đời con, đời cháu, toàn cái tư tưởng nằm ngửa ăn sẵn thôi. Hiện nay không có nước nào cho nước nào cả, đó là quan hệ bình đẳng, làm ăn đôi bên đều có lợi. Vâng, xin mời anh. Bây giờ ta phải nói một cái điều này, đối với tất cả những người dân trong nước, đa số là người ta rất là tôn trọng và rất là tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Cộng sản. Thế bây giờ bọn chống cộng cực đoan này, có những thằng đang ở trên này nó có nhiều rồi nhỉ? Cộng sản như gì, chúng mày về là cứ về mà lật, nhưng mà chúng mày lật theo cái kiểu của chúng mày ấy, thì muôn đời không bao giờ chúng mày lật được. Cho nên là thằng Châu La Khải có cái lịch người nông dân ấy mà. Mày hãy lộ cái mặt mày ra. Chứ tao không lạ gì cái mặt mày, thằng Châu La Khải ạ. Nó live stream mà coi như là nó quay cái chân của nó, cái nhà nó như một cái ổ chuột. Mà suốt đúng ngày mày, coi như nó chửi chế độ, rồi nó nói quan tham. Thấy chưa? Hiện bây nay giờ thằng lịch người nông dân này, thằng Châu La Khải này, tao nói cho mày biết này. Vừa rồi có một cái chị ở đây, chị bảo là không biết là cái thằng Châu La Khải con tôi nó mấy ngày hôm nay nó trốn đi đâu. Nó trốn vào cái lịch người nông dân. Cho nên là để nói cho mọi người hiểu rằng nước Mỹ là một cái nước họ phải nói rằng là họ có nền dân chủ rất là tốt. Rồi Phụng Đen chờ chí xíu. Có nền kinh tế rất là tốt. Phải thừa công nhận đó là một cái điều tốt. Nhưng nước Mỹ cũng phải công nhận đất nước Việt Nam là một đất nước có chủ quyền. Và kinh tế Việt Nam đang phát triển một cách chóng mặt. Vâng. Mà ông Đô La Trung đã như thế này đã phát biểu đã đó, ghi nhận cái điều đó với đại thế giới. Mặt khác em nói anh, hiện nay ba đời tổng thống Mỹ, từ thời ông Bill Clinton, sau đó đến thời ông Obama đến thời tổng thống Trump bây giờ, đều coi như là nói, tức là Mỹ tôn trọng cái thể chế chính trị của Việt Nam. Chính xác. Cho nên chỉ có mấy thằng ba que, thế giờ chúng nó coi như là
Mỹ đả phái chúng nó moi móc rồi là nói chung là chúng nó chẳng có một cái kiến thức gì, chúng nó muốn coi như lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Chứ còn bố nó hiện nay cũng tôn trọng cái thể chế chính trị của Việt Nam. Muốn lật được Đảng Cộng sản, trước hết chúng mày phải có nhiều tiền. Thứ hai là chúng mày phải có cương lĩnh chính trị làm cho 90 triệu dân này nghe ra là... Nghe theo lời chúng mày. Thứ ba nữa là phải được 90 triệu dân Việt Nam ủng hộ chúng mày. Thì chúng mày, ok. Chúng mày cứ mang cương lĩnh của chúng mày đi. Chúng mày về, chúng mày... Rồi, xin chào Long Thủy. Kiểu có làm được không? Hay là chúng mày chỉ ngồi bên đấy chúng mày cào bàn phím để ăn mấy cái đồng tiền bẩn thỉu của mấy cái thằng chống cộng cực đoan, những cái bè lũ như thế là như Việt Tân, như là cái thằng Triều Đại Việt. Ừ. Hả? Chúng mày bây giờ để... chúng mày á, hiện nay cái dân thằng cái con Trang Trần này, người Tàu ấy, người ta chiếm Cali của chúng mày đấy, cái phố Bô Sa TV, phố Bô Sa người ta đang chiếm đấy. Thấy chưa? Chúng mày sẽ dám không? Dám chống người ta không? Còn vịt. Cho nên là cả chúng nó đang giao, gọi là gia giả, chúng nó kêu ở bên đấy. Chúng nó cứ cho rằng là đất nước Mỹ là một cái đất nước là cực kỳ tự do, cực kỳ nhân quyền. Thế thì hình ảnh đập vào mắt hàng ngày. Các người thử xem, nước Mỹ có tự do không? Nước Mỹ có nhân quyền không? Có. Nhân quyền có. Tự do có. Nhưng nhân quyền và tự do phải... Phụng lên trời, chờ một tí. Nhá. Phải chịu sự giám sát của luật pháp của Mỹ. Nói một cách như thế, ta không phân tích sâu. Đúng rồi. Ta chỉ nói một cách rất là ngắn gọn. Đó là gì? Bất kể một nước nào, tự do và nhân quyền phải đi đôi với sự phát triển kinh tế và sự nhận thức của người dân. Vâng. Và rồi. Luật pháp được ràng buộc bằng luật pháp của nước đó. Các người phải hiểu như vậy. Nên các người đừng nghĩ rằng các người mang văn hóa của nước Mỹ áp dụng với Việt Nam. Nước Mỹ để sang như thế là áp đặt ở đất nước Việt Nam là không có. Em nói với anh là như thế này. Nếu mà hiện nay mang cái luật pháp của Mỹ về áp dụng vào Việt Nam thẳng thừng luôn, trong một tháng trời anh biết cái điều gì sẽ xảy ra không? Toàn bộ người dân Việt Nam chết đấy. Đúng như vậy. Thử chứ. Đúng. Bây giờ chỉ có ở Việt Nam bầu, ở Mỹ có tự do không? Bây giờ các vị thử cầm một chai rượu, các vị đi ra ngoài đường, các vị ngồi đứng, các vị uống xem. Nhưng ở Việt Nam nó uống đầy. Tối nó ngồi đầy đường, nó uống bia ngoài đầy đường. Đấy. Cho nên là cái đó mình phải nói rằng là ở Việt Nam cái tự do và cái nhân quyền nó đang bị quá trớn. Tôi không cho đó, cái đó là tốt đâu. Nhân quyền thì thừa mà tự do quá trớn. Em cũng muốn là bây giờ này, anh ạ, cái pháp luật của một cái đất nước nào thì nó phải tùy thuộc vào cái tình hình chính trị, dân trí, văn hóa, thấy chưa? Của những người dân nước đó tùy từng thời điểm một. Em nói anh ví dụ như cỡ Quảng Độ. Vâng, tùy từng thời điểm. Ví dụ trong vòng 5 năm nữa, thấy chưa? Việt Nam nó tiến triển đến một cái mức nào đó thì cái pháp luật mình phải sẽ có điều chỉnh. Đấy. Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo cái ấy này luôn luôn đổi mới, tự đổi mới mình. Đúng không? Chứ không có về tất cả các mặt, về chính trị, về kinh tế, về cơ cấu, về tổ chức của Đảng. Đều có cái sự thay đổi theo sự biến chuyển của xã hội. Biến chuyển về mọi mặt. Vâng. Chứ em thấy là ví dụ này. Về kinh tế, nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam đã mời những ví dụ những chuyên gia kinh tế rất giỏi, Thủ tướng Lý Quang Diệu, đúng không? Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, Thủ tướng của Singapore, sang làm cố vấn cho chính phủ về Việt Nam, về kinh tế. Thủ tướng Anh đấy, Tony Blair, khi ông nghỉ hưu rồi, chính phủ mình mời ông ấy sang làm cố vấn
về kinh tế cho chính phủ Việt Nam, được chưa? Vừa rồi đối với những người ấy, những giáo sư, những tiến sĩ về kinh tế Việt Kiều, 100 người chính nhà nước Việt Nam mời người ta về dự một, có một cuộc họp để mà đưa ra những phát, những cái sáng kiến cho nhà nước mình anh ạ. Cho nên mình không có chịu, rất chịu học hỏi. Nếu như Việt Nam không chịu học hỏi, vâng, không chịu bắt tay cùng với tất cả các nước trên thế giới, không chịu hội nhập, thì Việt Nam không bao giờ tiến lên được. Đó là điều chắc chắn. Do vậy mà Đảng và Nhà nước ta đã và đang à, Vương Tân Nhà, tôi cho rằng là đó là một cái điều rất là tốt. Đấy. Cho nên là tất cả về mặt kinh tế, chúng ta đang đi đúng hướng thì chúng ta tạo gì cả. Thế còn mọi cái bọn chống cộng cực đoan ở nước ngoài, nó đang vin vào là sợ Trung Quốc, bởi vì nó quá sợ Trung Quốc. Những người Việt Nam này, chúng ta nói thẳng ra chẳng sợ Trung Quốc. Đúng không, ai sợ Trung Quốc. Trung Quốc thử xâm được chứ. Bây giờ em lấy ví dụ như này. Hiện nay ví dụ những cái này đang quốc tế công nhận những cái đảo này nhá. Ví dụ như Bạch Long Vĩ này, ở ngoài kia có Bạch Long Vĩ này. Rồi là ở ví dụ đảo Cồn Cỏ rồi Côn Đảo, rồi là đảo Phú Quốc. Bây giờ ví dụ ông Trung Quốc hiện nay nó nhảy vào chiếm cái Côn Đảo chứ. Một đảo nhỏ thôi. Đấy. Mẹ thì nhân dân Việt Nam mà, em nói thật anh mẹ, có đứng dậy phang không? Đấy. Tôi nói là nói thật. Anh ấy một lát nữa, anh ấy nói một tí nữa để cho cái anh hạnh phúc ngày mai. Rồi. Sau đó anh lên, anh cũng muốn lên một rồi, tí. Ok, vâng. Ok.